Giám sư Tiến Trung 58 xin chào tất cả các bạn. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 128 của chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng. Một chương trình mà các bạn rất yêu thích vì nó sẽ giúp các bạn tăng được lượng từ vựng và lượng câu cú cũng như ngữ pháp rất là nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất là từ phân sản. Phân sản là phân tán, làm phân tán hoặc là không tập trung hoặc là tách rời, vừa là động từ vừa là tính từ. Câu ví dụ thứ nhất, 外面的声音分散了孩子们的注意力. 外面的声音, 声音 âm thanh, 外面的 ở bên ngoài, 分散了 đã làm phân tán, 孩子们的注意力, 注意力 là sự chú ý, 孩子们的 của bọn trẻ. 外面的声音分散了孩子们的注意力. Câu ví dụ tiếp theo, 边看书边听歌的话注意力会分散的. Chấm chấm the hoa là nếu như gì đó. Biên, biên là vừa, vừa, dùng để kết nối hai động tác, hai hành động cùng thực hiện cùng một lúc. Biên khan su, vừa đọc sách. Biên thiên cưa, vừa nghe nhạc. Biên khan su, biên thiên cưa tự hỏa, nếu như mà vừa đọc sách, vừa nghe nhạc. Chú ý lì, sự chú ý. Huy phân sản tự, sẽ phân tán. Biên khan su, biên thiên cưa tự hỏa, chú ý lì, huy phân sản tự. Câu ví dụ tiếp theo, Xiao Ming cố ý đa sân sô hoa, phân sản đa gia de chú ý lì. Xiao Ming, Tiểu Minh, cố ý, cố tình, đa sân sô hoa, nói to, phân sản, phân tán, đa gia de chú ý lì, sự chú ý của mọi người. Xiao Ming cố ý đa sân sô hoa, phân sản đa gia de chú ý lì. Câu ví dụ tiếp theo, 大家不要挤在一起, 站得分散一点. 大家, mọi người, 不要, đừng, 挤在一起, tức là đứng zip vào nhau, đứng vào sát, quá là sát vào nhau. 站得, đứng, 分散一点, tách nhau ra một chút. 大家不要挤在一起, 站得分散一点. Từ vựng tiếp theo là từ phân chí. Phân chí nghĩa là bất đồng hoặc là mâu thuẫn về suy nghĩ, quan điểm hoặc ý kiến, và nó là tính từ. Câu ví dụ thứ nhất, 在这个问题上我们双方有很大的分歧. 在这个问题上, về vấn đề này, 我们双方, hai bên chúng tôi, 有很大的分歧, có sự bất đồng rất lớn. 在这个问题上, 我们双方有很大的分歧. Câu ví dụ tiếp theo, 我们不能因为小小的分歧 而影响团结. 我们不能, chúng ta không thể, 因为, vì, 小小的分歧, chút bất đồng nho nhỏ, ở, mà, ảnh hưởng, ảnh hưởng đến, thoán chia, sự đoàn kết. 我们不能因为小小的分歧 而影响团结. 我们不能因为小小的分歧 而影响团结. Câu ví dụ tiếp theo, 我们之间在很多方面看法有问. Câu ví dụ tiếp theo, 我们之间在很多方面看法有分歧. 慢慢的我们就发现彼此合不来. 我们之间, giữa chúng tôi, 在很多方面, về rất nhiều phương diện. 看法 là cách nghĩ hoặc là cách nhìn nhận. 有分歧, có sự bất đồng. 慢慢的, dần dần, 我们就发现, chúng tôi liền phát hiện ra. 彼此 là với nhau hoặc là giữa hai người. 合不来, không hợp.
彼此合不来, không hợp nhau. 我们之间在很多方面看法有分歧,慢慢的我们就发现彼此合不来. Từ vựng tiếp theo là từ phân si. Phân si là phân tích. Câu ví dụ thứ nhất, Trần lão sư bả chữ cờ ý phá điển phân si đờ hẳn chính chủ. Trần lão sư, cô Trần, câu chữ bả chúng ta dịch động từ trước, phân si là phân tích, sau đó đến tân ngữ, chữ cờ ý phá điển. Ý phá điển là cái mục hoặc là điểm kiến thức ngữ pháp nào đó. Chưa cửa ý phá điển, kiến thức ngữ pháp này hẳn chính chủ, rất rõ ràng. Trần lão sư bả chữ cửa ý phá điển phân si đờ hẳn chính chủ. Câu ví dụ tiếp theo, Xiao Ming chỉ sàn ý thí chú vân thí, yêu sàn ý phân si vân thí. Xiao Ming, Tiểu Minh, cấu trúc chi sở mở sở mở yêu sở mở sở mở, nghĩa là vừa gì đó lại vừa gì đó. Chi sa yu, vừa giỏi, thí chu vân thí, đưa ra vấn đề. Yêu sa yu, vừa giỏi, phân si vân thí, phân tích vấn đề. Xiao Ming chi sa yu, thí chu vân thí, yêu sa yu, phân si vân thí. Câu ví dụ tiếp theo, Nǐ néng fēn xì yǐ xiǎ zhè cǐ kǎo shì kǎo de zhè me chào de yuán yín ma? Nǐ néng shěme shěme ma? Là bạn có thể gì đó hay không? Fēn xì yǐ xiǎ, phân tích một chút. Zhè cǐ kǎo shì, lần thi này, kǎo de zhè me chào de yuán yín. Yuán yín nghĩa là nguyên nhân. Kǎo de thi, zhè me chào kém thế này. 这次考试考得这么差的原因, nguyên nhân lần này thi kém như thế này. 你能分析一下这次考试考得这么差的原因吗? Câu ví dụ tiếp theo, 专家对目前的国际形势进行了详细的分析. 专家, các chuyên gia, cấu trúc đối sở mở sở mở, chinh xính sở mở là tiến hành cái việc gì đó đối với cái gì. Mù chén đợi của chỉ xính sư, của chỉ xính sư là cái tình hình quốc tế. Mù chén đợi nghĩa là hiện nay. Mù chén đợi của chỉ xính sư, tình hình quốc tế hiện nay. Chinh xính là đã tiến hành. Xiáng xì đợi phân si, phân si là cái sự phân tích. Xiáng xì đợi tỉ mỉ. 专家对目前的国际形势进行了详细的分析. Từ vựng tiếp theo là từ phân phụ. Phân phụ nghĩa là căn dặn hoặc là sai bảo. Câu ví dụ thứ nhất, 有什么事您尽管吩咐. 有什么事, có việc gì, 您尽管吩咐, anh hoặc chị cứ sai bảo. 有什么事您尽管吩咐. Câu ví dụ tiếp theo, 您吩咐的事我一定尽力办好. 您吩咐的事, 是 là việc, 您吩咐的 mà xếp sai bảo. 我一定, em nhất định, 尽力, dốc sức, 办好, làm cho tốt. 您吩咐的事, 我一定尽力办好. Câu ví dụ tiếp theo, Mama phân phụ của chú mà chạy, 我不敢不去. Mama phân phụ của, mẹ sai bảo tôi, chú mà chạy, đi mua đồ ăn, 我不敢, tôi không dám, 不去, không đi. Mama phân phụ của chú mà chạy, 我不敢不去. Câu ví dụ tiếp theo, Jinh lý phân phụ yuán công, đối đại cụ khờ đờ thái độ, ý định yào hào hào. Jinh lý phân phụ yuán công, giám đốc căn sản nhân viên, đối đại cụ khờ đờ thái độ, từ chữ đối đại đến chữ thái độ, đây là cụm danh từ, chúng ta dịch sau chữ tờ trước,
thái độ là thái độ, tuổi tài là đối đãi với hoặc cư xử với, củ cửa là khách hàng, tuổi tài củ cửa là thái độ, thái độ đối với khách hàng, ý tình yào hảo, nhất định phải tốt. Chinh lý phân phủ yuán công, tuổi tài củ cửa là thái độ, ý tình yào hảo. Từ vựng tiếp theo là từ phân phân. Phân phân nghĩa là thi nhau, đua nhau, hoặc là lũ lượt, hoặc là sôi nổi, vừa là tính từ vừa là phó từ. Câu ví dụ thứ nhất, ta gia phân phân chuyên khoản, bao chủ sổ trai tợ lẫn. Ta gia mọi người, phân phân thi nhau, chuyên khoản quyên góp tiền, bao chủ giúp đỡ, sổ trai tợ lẫn, rấn là người nhưng hoặc là những người, sổ trai tợ gặp phải thiên tai. Ta gia phân phân chuyên khoản, bao chủ sổ trai tợ lẫn. Câu ví dụ tiếp theo, thiên xua chờ mẫn cửa phê tráng yếu ý sự, thống xuyến mẫn phân phân bảo mình. Thiên xua nghe nói, chờ mẫn cửa môn học này phê tráng yếu ý sự, vô cùng thú vị. Thống xuyến mẫn các bạn học sinh phân phân thi nhau, bảo mình đăng ký. Các bạn lưu ý là đăng ký học hoặc là đăng ký tham gia chương trình gì đó, hoặc là đăng ký tham gia một nhóm gì đó, chúng ta dùng từ bao mĩnh, không phải là tân chi các bạn nhé. Thiên xua chờ mẫn cửa phây tráng yếu ý sự, thùng xuyến mẫn phân phân bao mĩnh. Câu ví dụ tiếp theo, lão sư thí chủ tờ vân thí, thùng xuyến mẫn phân phân chú sổ, tâu xảo hồi tá. Lão sư thí chủ tờ vân thí, vân thí là câu hỏi, lão sư thí chú tợ mà cô giáo đưa ra. Ở đây thì câu nói người ta lược bớt đi từ tuổi ý. Tuổi ý là đối với, ở đây chúng ta có thể nói là tuổi ý lão sư thí chú tợ vân thí, đối với câu hỏi mà cô giáo đưa ra. Thủng xuế mên, các bạn học sinh phân phân chú sổ, đua nhau giơ tay. Tâu xảo hồi tá, ai cũng muốn trả lời. Lão sư thí chú tợ vân thí, thùng xuyến mến phân phân chú sổ, tâu xảo hồi tá. Câu ví dụ tiếp theo, phân y chui, sụ yế phân phân lùa xa tờ tráng chỉnh, thai mẩy lợ. Phân y chui, gió vừa thổi một cái, sụ yế phân phân lùa xa tờ tráng chỉnh, từ chữ sụ yế đến chữ tráng chỉnh, đây là một cụm danh từ, và nó là chủ ngữ trong câu này. Chúng ta dịch sau chữ tơ trước, tráng chỉnh là cảnh tượng. Sụ yể, những chiếc lá cây, phân phân lùa xả, thi nhau rơi xuống. Sụ yể phân phân lùa xả tờ tráng chỉnh, cảnh tượng những chiếc lá cây thi nhau rơi xuống. Thái mẩy lợ, đẹp quá. Phân y chui, sụ yể phân phân lùa xả tờ tráng chỉnh, thái mẩy lợ. Từ vựng tiếp theo là từ phấn mù. Phấn mù, phấn là phần, mù là mộ, phấn mù là ngôi mộ hoặc gọi là nấm mồ. Câu ví dụ thứ nhất, chưa chùa phấn mù y chinh yếu ú bải tua nén lợ. Chưa chùa phấn mù, ngôi mộ này, chùa đây là lượng từ cho từ phấn mù, y chinh yếu đã có ú bải tua nén lợ. Ú bải tua nén là hơn 500 năm. Chưa chùa phấn mù y chinh yếu ú bải tua nén lợ. Câu ví dụ tiếp theo, ta mỗi chữ hồi lão gia đâu hồi tá xảo yế yế nải nải tờ phấn mù. Ta mỗi chữ, anh ấy mỗi lần hồi lão gia về quê, đâu hồi đều sẽ tá xảo quét dọn yế yế nải nải tờ phấn mù. Phấn mù là ngôi mộ yế yế nải nải tờ của ông bà nội. Ta mỗi chữ hồi lão gia đâu hồi tá xảo yế yế nải nải tờ phấn mù. Câu ví dụ tiếp theo, nǐ tīng shuō guò huān yīn shì ài qíng tờ phấn mù zhè jù huà ma? Nǐ bạn tīng shuō guò shěn me shěn me ma? Là đã từng nghe cái gì đó chưa, hoặc đã nghe cái gì đó bao giờ chưa? Huān yīn shì ài qíng tờ phấn mù zhè jù huà? Zhè jù huà là câu nói này.
hôn nhân, hôn nhân sự là ai chính thật phẫn mù, phẫn mù là ngôi mộ hoặc nấm mồ, ai chính thật của tình yêu. Hôn nhân sự ai chính thật phẫn mù, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Nǐ tīng shuō guò hôn nhân sự ai chính thật phẫn mù zhè jù huà ma? Câu ví dụ tiếp theo. Ta sư shuō wǒ jiā fěn mù de feng shuǐ chú lǒ yì diǎn wěn tí, suò yǐ wǒ cái huì zhè me dǎo méi. Ta sư shuō, đại sư nói, tức là thầy bói nói, wǒ jiā fěn mù de feng shuǐ, feng shuǐ là phong thủy, wǒ jiā fěn mù de feng shuǐ, phong thủy của mộ nhà tôi, chú lǒ yì diǎn wěn tí, xảy ra chút vấn đề, suò yǐ cho nên, wǒ cái huì tôi mới chưa mở tảo mấy, xui xẻo thế này. Ta sư shuo, wǒ jiā fěn mù de feng shuǐ chú lǒ yì diǎn wěn tí, suò yǐ wǒ cái huì zhè me dǎo méi. Từ vựng tiếp theo là từ phẫn. Phẫn nghĩa thứ nhất là bột, phấn hoặc bụi làm danh từ, hoặc là bún hoặc miến cũng là danh từ. Ngoài ra còn một nghĩa nữa là màu hồng, vừa là danh từ vừa là tính từ. Câu ví dụ thứ nhất, wǒ bǎ kā fěi tǒu tǒu múo chéng lè fěn. Wǒ tôi, câu chữ bǎ chúng ta dịch động từ trước, động từ đây là từ múa, là nghiền hoặc là xay. Kā fěi tǒu là hạt cà phê. Múa chéng lè fěn nghĩa là xay thành bột hoặc nghiền thành bột. Wǒ bǎ kā fěi tǒu tǒu múo chéng lè fěn, tôi nghiền hết hạt cà phê thành bột rồi. Câu ví dụ tiếp theo, lão bà nương lái y quả điếu rô phận. Lão bà nương, bà chủ ơi. Lái ở đây dùng khi chúng ta gọi đồ uống hoặc đồ ăn. Lái y quả cho một bát điếu rô phận, phở bò. Lão bà nương lái y quả điếu rô phận. Câu ví dụ tiếp theo. Nǐ zuò xiāng jiào bǐng yòng shěn me fěn? Miàn fěn hái shì luò mǐ fěn? Nǐ zuò xiāng jiào bǐng, bạn làm bánh chuối, xiang jiao bing là bánh chuối. Yōng shěnme fěn, dùng bột gì thế? Miàn fěn, bột mì, hái shì hay là nuò mǐ fěn, bột gạo nếp. Nǐ zuò xiāng jiao bing yōng shěnme fěn? Miàn fěn hái shì nuò mǐ fěn? Câu ví dụ tiếp theo. Zhè jiàn yī fǔ hǎo fěn à, cảm giác hěn xiǎn bái. Zhè jiàn yī fǔ, chiếc áo này, hǎo fěn à, màu hồng thế. Cảm giác, cảm giác hěn xiǎn bái, rất tôn da. Xiǎn bái tức là khi mặc lên trông chúng ta trắng hơn, thì tiếng Việt chúng ta thường hay gọi là tôn da. Zhè jiàn yī fǔ hǎo fěn à, cảm giác hěn xiǎn bái. Từ vựng tiếp theo là từ hứa phận. Hứa phận nghĩa là phở. Câu ví dụ thứ nhất, hứa phận sử dụng ta mì chua chẳng đợ. Hứa phận, phở, sử là dùng ta mì chua chẳng đợ. Dùng sở mở chua chẳng nghĩa là được làm từ cái gì đó. Ta mì là gạo. Hứa phận sử dụng ta mì chua chẳng đợ. Câu ví dụ tiếp theo, 我最喜欢吃炒河粉. 我最喜欢吃, tôi thích ăn nhất. 炒河粉, chảo là xào, 炒河粉 là món phở xào. 我最喜欢吃炒河粉. Câu ví dụ tiếp theo. 在中国,河粉属于南方小吃. 在中国, ở Trung Quốc, 河粉, phở, sủ ý là thuộc vào cái gì đó. Nán phang xiao chư, xiao chư là đồ ăn vặt. Nán phang, miền Nam. Tại Trung Quốc, hứa phận sủ ý nán phang xiao chư. Ở Trung Quốc, phở thuộc vào dòng đồ ăn vặt miền Nam. Câu ví dụ tiếp theo. Wǒ zài Quảng Châu chư guò Yuè Nán hứa phận, cảm giác wèi dào hěn bàng. Wǒ tôi chư guò đã từng ăn Yuè Nán hứa phận, phở Việt Nam. Zài Quảng Châu, ở Quảng Châu.
我在广州吃过越南河粉，tôi đã từng ăn phở Việt Nam ở Quảng Châu. Cảm觉, cảm thấy, 味道很棒, mùi vị rất tuyệt. 我在广州吃过越南河粉, 感觉味道很棒. Từ vựng tiếp theo là từ phần thiếu. Phần thiếu là miến hoặc là sợi miến. Câu ví dụ thứ nhất, 在东北有一道名菜叫做猪肉炖粉条。在东北, ở Đông Bắc, tức là chỉ vùng Đông Bắc của Trung Quốc, 有一道名菜, có một món ăn nổi tiếng. Miếng chai là món ăn nổi tiếng và tào là lượng từ của từ chai. 叫做, gọi tên là, 猪肉, thịt heo, 炖, hầm, 粉条, miến. 在东北有一道名菜叫做猪肉炖粉条。Câu ví dụ tiếp theo, phần thiếu sử dụng hồng sủ, mã lĩnh sủ, hoặc lư đậu gia công ở thành đợ. Phần thiếu, miến, sử là dùng sở mở sở mở gia công ở thành. Gia công là gia công hoặc là chế biến. Ở thành là mà thành. Dùng sở mở sở mở gia công ở thành đợ, tức là dùng cái gì đó để chế biến thành. Hồng sủ, khoai lang. Mã lĩnh sủ, khoai tây. Hùa, hoặc lụy tẩu, đậu xanh. Phần thiếu sử dụng hồng sủ, mã lĩnh sủ, hùa lụy tẩu gia công ở trần đợ. Miến là dùng khoai lang, khoai tây hoặc là đậu xanh để chế biến thành. Từ vựng cuối cùng cho bài hôm nay đó là từ bái phẩn. Bái là trắng, phẩn là bột, bái phẩn là ma túy. Câu ví dụ thứ nhất, tha yên huệ phản mại bái phẩn, bày phản lỡ sự xỉn. Tha yên huệ, hắn ta vì phản mại buôn bán, bái phẩn ma túy, bày bị phản lỡ là đã phản sự xỉn tử hình. Tha yên huệ phản mại bái phẩn, bày phản lỡ sự xỉn. Câu ví dụ tiếp theo, 大家要珍爱生命，远离白粉。大家要 mọi người phải 珍爱 quý trọng 生命 sinh mệnh， 远离 tránh xa 白粉 ma túy。大家要珍爱生命，远离白粉。Câu ví dụ tiếp theo， 我们不能随便帮陌生人提东西。万一里面是白粉就完蛋了。我们不能, chúng ta không được, 随便, tùy tiện, 帮陌生人, giúp người lạ. 陌生人nghĩa là người lạ. Thí, sách, thí đông xị, sách đồ. 万一, nhớ ra, 里面, bên trong, 是白粉, là ma túy, 就完蛋了, thì toi.我们不能随便帮陌生人提东西，万一里面是白粉，就完蛋了。Câu ví dụ tiếp theo, 吸食白粉过量是会死人的。吸食là hút hít, 白粉 ma túy, 过量 với lượng quá lớn, 是会死人的 thì sẽ gây chết người.Xí sứ bái phần của lượng sự hội sự lẫn đợ. Thưa các bạn, đến đây thì Trần Đắc Sư đã cùng với các bạn đọc và phân tích xong từng câu của bài hôm nay rồi. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe và đọc lại với bạn U Xéo Chuy nhé. Và hy vọng các bạn sẽ bấm like và share để ủng hộ Trần Đắc Sư cho video ngày hôm nay. Bye bye. Đi 128 集. Phân sản. Phân sản. 外面的声音分散了孩子们的注意力。外面的声音分散了孩子们的注意力。边看书边听歌的话，注意力会分散的。边看书
边听歌的话，注意力会分散的。小明故意大声说话，分散大家的注意力。小明故意大声说话，分散大家的注意力。大家不要挤在一起，站得分散一点。大家不要挤在一起，站得分散一点。分歧，分歧，在这个问题上，我们双方有很大的分歧。在这个问题上，我们双方有很大的分歧。我们不能因为小小的分歧而影响团结。我们不能因为小小的分歧而影响团结。我们之间在很多方面看法有分歧，慢慢的，我们就发现彼此合不来。我们之间在很多方面看法有分歧，慢慢的，我们就发现彼此合不来。分析，分析。陈老师把这个语法点分析得很清楚。陈老师把这个语法点分析得很清楚。小明既善于提出问题，又善于分析问题。小明既善于提出问题，又善于分析问题。你能分析一下这次考试考得这么差的原因吗？你能分析一下这次考试考得这么差的原因吗？专家对目前的国际形势进行了详细的分析。专家对目前的国际形势进行了详细的分析。吩咐，吩咐。有什么事，您尽管吩咐。有什么事，您尽管吩咐。您吩咐的事，我一定尽力办好。您吩咐的事，我一定尽力办好。妈妈吩咐我去买菜，我不敢不去。妈妈吩咐我去买菜，我不敢不去。经理吩咐员工，对待顾客的态度一定要好。经理吩咐员工，对待顾客的态度一定要好。纷纷，纷纷。
大家纷纷捐款，帮助受灾的人。大家纷纷捐款，帮助受灾的人。听说这门课非常有意思，同学们纷纷报名。听说这门课非常有意思，同学们纷纷报名。老师提出的问题，同学们纷纷举手，都想回答。老师提出的问题，同学们纷纷举手，都想回答。风一吹，树叶纷纷落下的场景太美了。风一吹，树叶纷纷落下的场景太美了。坟墓，坟墓，这座坟墓已经有500多年了。这座坟墓已经有500多年了。他每一次回老家，都会打扫爷爷奶奶的坟墓。他每一次回老家，都会打扫爷爷奶奶的坟墓。你听说过“婚姻是爱情的坟墓”这句话吗？你听说过“婚姻是爱情的坟墓”这句话吗？大师说我家坟墓的风水出了一点问题，所以我才会这么倒霉。大师说我家坟墓的风水出了一点问题，所以我才会这么倒霉。粉，粉，我把咖啡豆都磨成了粉。我把咖啡豆都磨成了粉。我把咖啡豆都磨成了粉。老板娘，来一碗牛肉粉。老板娘，来一碗牛肉粉。你做香蕉饼用什么粉？面粉还是糯米粉？你做香蕉饼用什么粉？面粉还是糯米粉？这件衣服好粉啊，感觉很显白。这件衣服好粉啊，感觉很显白。河粉，河粉，河粉是用大米做成的。河粉是用大米做成的。我最喜欢吃炒河粉。我最喜欢吃炒河粉。在中国，河粉属于南方小吃。在中国，河粉属于南方小吃。我在广州吃过粤式河粉，感觉味道很棒。
我在广州吃过粤式河粉，感觉味道很棒。粉条，粉条，在东北有一道名菜，叫做猪肉炖粉条。在东北有一道名菜，叫做猪肉炖粉条。粉条是用红薯、马铃薯或绿豆加工而成的。粉条是用红薯、马铃薯或绿豆加工而成的。白粉，白粉，他因为贩卖白粉被判了死刑。他因为贩卖白粉被判了死刑。大家要珍爱生命，远离白粉。大家要珍爱生命，远离白粉。我们不能随便帮陌生人提东西，万一里面是白粉就完蛋了。我们不能随便帮陌生人提东西，万一里面是白粉就完蛋了。吸食白粉过量是会死人的。吸食白粉过量是会死人的。